Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khanh Xe Tải. Hôm nay Khanh Xe Tải sẽ giới thiệu cho các bạn một loại xe ben. Xe ben này của hãng Hino, thuộc phân khúc 5 tấn, series 300. Thì xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hino Indo. Đó. Thì nó nhập khẩu cabin chassis thôi, về bên mình đóng ben. Còn cái màu duy nhất của xe ben này á, khi mà nhập khẩu về bên mình á, nhập khẩu về Việt Nam á, thì nó chỉ có màu trắng thôi. Thì bên mình đã hỗ trợ sơn theo màu phong thủy của khách hàng là màu xanh tím cho khách luôn. Đó. Thì cái xe này hiện tại thì nó cũng xa lạ gì với người tiêu dùng Việt Nam mình hết. Thì cái con này á, là phiên bản là 2019. Con này là phiên bản 2019, là nhập khẩu 2018 á, xuất xưởng 2019. Đấy, nó chỉ khác so với những con ga cơ là nó khác cái động cơ thôi. Cái động cơ này là động cơ Euro 4, khí thải Euro 4. Thì cái xe này á, thì bên mình đóng cái thùng xe ben á, là thiết kế là thùng xe ben mở 3 bửng hông. Mở 3 bửng hông để thuận tiện cho khách hàng chuyên chở thí dụ như gạch, xi măng rồi bốc xếp hàng bên hông, hoặc là vào đường nhỏ thì có thể thuận tiện lên xuống hàng hóa. Bánh xe cua thì được thiết kế nằm ở vị trí trước thùng. Còn cầu thang thì nằm bên tài. Đấy. Cái về xe thì mình làm theo cái kiểu xe của Hyundai á, có hai về, về giả và về thật nằm bên trong. Đó. Nhìn rất là thời trang. Bên mình đóng cái thùng này được chấn, cái thùng này được bên mình chấn dập là tại xưởng luôn, nên đường chấn đường dập nó rất là đều. Đó, không có gồ ghề. Có luôn cả móc bạc cho mình luôn, chống bụi nè. Thì ở đằng sau thì cái thùng xe ben của bên mình thì được thiết kế là có độ cụm bảo vệ đèn, là khung bảo vệ đèn đó. Đây là khung bảo vệ đèn. Nó rất là kiên cố và chắc chắn. Thường những hãng xe khác nó chỉ có cái đèn gắn thôi. Thì khi xe ben khi mà dê vào bãi nhận cát rồi đó, hay là đổ rồi, thường hay bị bể cái đèn này. Nếu mà không có cái cụm bảo vệ này thì nó sẽ bể ngay. Còn cái cò này thì cò này bên mình là lấy cái cò 8 tấn bỏ vào luôn. Cò này rất là kiên cố và chắc chắn. Đó, rất là cứng. Đó, cứng lắm. Có móc này. Rồi cái biển số thì biển số của bên mình sẽ đặt ở đây, hoặc là ở vị trí này, hoặc là vị trí này, tùy khách hàng. Mình lắp vị trí nào cũng được hết, để nói chung là tiện cho khách hàng thôi. Còn cản thì mình sử dụng là ống tiếp phi 90. Ống này cứng lắm. Đây. Rồi mình sẽ đến với cái phần nội thất của xe, coi thử nó có gì thay đổi so với xe 2017 hay không. Thì mình xin mời các bạn lên cabin để mình cùng xem nội thất. Xe vẫn giữ nguyên cái thiết kế so với xe ga cơ, vẫn giữ nguyên hết. Chỉ khác là để mình sẽ lên. Chỉ khác ở cái phần mặt đồng hồ thôi, mặt đồng hồ với lại radio thôi, là khác thôi. Rồi là nó vẫn giữ nguyên mẫu thiết kế. Hiện tại xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hino Indo, nó sẽ không có máy lạnh, mà bên mình sẽ lắp máy lạnh rời cho khách. Thì máy lạnh này thì máy lạnh là máy lạnh một chiều, chứ không phải là máy lạnh hai chiều nha các bạn. Còn khách hàng muốn lắp thí dụ như máy lạnh Nhật, máy lạnh Hàn Quốc, máy lạnh Hyundai gì đó thì mình tùy nhu cầu của khách thôi. Còn đây là cái gài VTO của ben, xe ben của mình ha. Đây là hộp chứa đựng đồ nghề này. Đó. Đây là sổ hướng dẫn bảo hành nè. Thì trong đây nó sẽ có luôn cái cuốn sổ bảo hành của mình, là trong đó nó sẽ có cái phiếu coupon. Cái phiếu coupon đó được bảo hành miễn phí, thay dầu nhất miễn phí cho Hino, cái xe của mình trong vòng 1 năm. Đó, đây là điểm cộng của xe Hino, hãng Hino. Cái vô lăng này thì gọt gù thì mình có thể thay đổi theo vị trí của cơ thể của mình ha, phù hợp với cơ thể của mình.
C thì 5 số tiếng. Đó thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn xem. Rồi mình sẽ kiểm tra máy nha. Xe này sử dụng cái động cơ diesel Comerail Euro 4. Nó cũng y chang như động cơ con XZU 730, 720 với lại 650. Đó, động cơ nó y chang nhau hết luôn. Đây nè, đây hệ thống là Comerail nè, đường ống chung nè. Xe này thì hiện tại nó là một nó có dung tích xi lanh là 4 lít. Công suất của nó là 142 mã lực. Đây tiếng nổ máy rất là êm. Rồi. Cái thùng xe của bên mình thiết kế là cái thùng xe nó là 3 khối 7, các bạn có thể về chở là 4 khối. Đó. Tùy nhu cầu của khách hàng khi chở. Đó. Thì sau đây mình xin kết thúc video về xe ben 4 tấn rưỡi Hyundai ở Hino. Phân khúc tải nhẹ 5 tấn. Nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh của mình nhé. Để biết thêm chi tiết hơn về xe hoặc là giá cả bên mình đang phân phối thì vui lòng gọi vào số hotline ở phần cuối video nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn.